Ví dụ như đây giờ mình sẽ tăng điện áp ở phía đầu ra là khoảng 30V. Thì ở phía đầu ra ngõ ra USB cũng là 30V nha. Chào mừng các bạn trở lại với video của điện tử DT. Hiện tại thì trên tay của mình đang có hai mạch USB tăng hạ áp 15W DB2 và DB3. Thì ở video trước mình đã nói về USB tăng áp DB2 rồi. Thì video này thì mình sẽ tiếp tục nói về USB tăng áp DB3A. Thì sẽ có chức năng gần giống nhau nhưng mà nhiều chức năng hơn nhé các bạn. Để xem lại video về USB DB2 thì các bạn có thể truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DT4893. Thì bên trong website sẽ có hai video nói về hai thiết bị này nha các bạn. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường dẫn ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết. Đối với USB này sẽ có 4 cách cấp nguồn nha các bạn. Một là chúng ta cấp nguồn từ cổng USB 5V. Thứ hai là chúng ta có thể cấp nguồn từ chân in cộng và in trừ. Thứ ba là chúng ta có thể cấp nguồn từ cổng tiếp C. Và cuối cùng là cấp nguồn từ cổng micro USB. Cũng như vậy thì điện áp đầu vào là từ 4 cho đến 13V. Và ở phía đầu ra thì chúng ta có thể điều chỉnh bằng chiếc áp CV và chiếc áp CC. Chiếc áp CV thì dùng để điều chỉnh điện áp đầu ra. Và điện áp đầu ra có thể điều chỉnh là từ 1 cho đến 30V. Và phía dưới là điều chỉnh dòng điện CC. Và bên cạnh sẽ có 3 đèn được ký hiệu là CC, ON và FC. Đèn CC sẽ có chức năng là báo quá tải, quá dòng. Đèn ON sẽ có chức năng là hiển thị trạng thái ON-OFF của nguồn ở phía đầu ra. Và đèn FC sẽ hiển thị trạng thái nguồn của đầu vào được kích hoạt sạc nhanh hay không nha. Và phía dưới sẽ có 3 nút nhấn, gồm nút nhấn ON, SVK và nút nhấn Trigger. Nút nhấn ON sẽ có chức năng là tắt mở nguồn ở phía đầu ra. Nút nhấn SVK là dùng để chuyển đổi các giá trị hiển thị. Và nút Trigger sẽ có chức năng chuyển đổi các chức năng để kích hoạt nguồn đầu vào của các đầu USB có chức năng sạc nhanh nha các bạn. Và đối với mạch DB3A này sẽ có một cổng USB cái. Cổng USB này sẽ có điện áp đầu ra tương đương với lại cổng được ký hiệu cộng trừ này nha các bạn. Nên các bạn lưu ý là trước khi chúng ta lắp với lại thiết bị sử dụng có đầu cái USB này thì chúng ta cần xem điện áp đầu ra là bao nhiêu, tránh cấp điện áp quá cao thì có thể gây hỏng thiết bị nha. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ có các cách cấp nguồn như là cổng USB. Từ cổng tiếp C. Từ cổng micro USB. Hoặc cấp nguồn từ 4V cho đến 13V và chân in cộng bên trừ. Và cũng như vậy, phím ON sẽ có chức năng là tắt mở nguồn điện ở phía đầu ra, tương đương với đèn ON sẽ sáng hoặc tắt nha các bạn. Và đây nút nhấn SVK sẽ có chức năng là chuyển đổi giá trị hiển thị là điện áp đầu vào hiển thị là chữ IN. Mình đang cấp điện áp đầu vào là 11,83V. Và khi chúng ta nhấn nút SVK thì mạch sẽ hiển thị điện áp đầu ra đang là 8,82V. Và khi chúng ta nhấn giữ phím SVK thì trên mạch sẽ hiển thị sen giá trị công suất. Nhấn giữ một lần nữa thì mạch sẽ hiển thị dung lượng, dòng điện. Như vậy là sẽ có 3 giá trị bao gồm dòng điện, dung lượng và công suất. Và nút Trigger sẽ có chức năng là chuyển đổi các chức năng kích hoạt sạc nhanh. Như vậy là mạch này sẽ có chức năng là lấy nguồn từ củ sạc nhanh. Và nút Trigger này sẽ có chức năng là chuyển đổi các giao thức của các chức năng sạc nhanh để chúng ta lấy nguồn từ các củ sạc hoặc là box sạc dự phòng có chức năng sạc nhanh nha các bạn. Và điện áp tối đa chúng ta có thể lấy là 12V khi mà chúng ta chuyển đổi sang các giao thức phù hợp. Và các giao thức được hỗ trợ đối với mạch này là QC 2.0, QC 3.0, FCB, SCB hoặc là FC nha các bạn. Ví dụ bây giờ mình sẽ nhấn giữ nút Trigger. Dòng ở phía dưới sẽ hiển thị chữ Set. Ở đây thì chúng ta sẽ bấm nút Trigger để chuyển đổi các giao thức của sạc nhanh. Ví dụ như ở đây chúng ta có là QC 2.0. Nếu mà củ sạc hoặc là box sạc dự phòng mà chúng ta muốn lấy nguồn là QC 2.0 thì chúng ta sẽ để QC 2.0. QC 3.0
AFC, FCB và SCB. Đó là tên gọi của các giao thức hỗ trợ sạc nhanh nha. Hoặc không thì chúng ta có thể để chế độ auto. Nếu mà không muốn chúng ta lấy nguồn từ củ sạc nhanh thì chúng ta có thể để chữ off là mạch sẽ tự động lấy nguồn 5V cho dù chúng ta cắm vào củ sạc nhanh nha các bạn. Ví dụ đây mình sẽ để giao thức là WiFi 3.0. Sau đó mình sẽ nhấn giữ phím SW kép. Bây giờ mình sẽ cắm vào củ sạc nhanh nha. Ở đây mình có một ngõ USB có chức năng sạc nhanh. Và khi đèn FC sáng lên có nghĩa là mạch đã nhận được tín hiệu từ ngõ USB có chức năng sạc nhanh. Và mình bấm phím SW kép để chuyển sang in ở phía đầu vào. Như vậy là ở phía đầu vào mình đã nhận được là 11.83V từ ngõ USB có cổng sạc nhanh nha các bạn. Do mạch chịu vận động với điện áp tối đa là 13V, cho nên cho dù củ sạc nhanh của bạn có chức năng xả điện áp hơn là 13V thì mạch sẽ tự động lấy là khoảng 12V thôi nha các bạn, không lấy hơn được nha. Và cũng như vậy thì chúng ta có thể điều chỉnh núm CV để tăng hoặc là hạ áp với điện áp là từ 1 cho đến 30V. Ví dụ đây mình sẽ để là 12V. Kết nối nguồn ở phía đầu ra sẽ là khớp nối nhanh nha các bạn. Chúng ta chỉ cần nhấn vào, đưa lỗi dây điện vào và hạ ra là chúng ta đã kết nối xong nha. Và ở đây giá trị dòng điện chỉ hiển thị khi mà chúng ta lắp tải vào nha các bạn. Khi chúng ta không lắp tải thì giá trị dòng điện sẽ không phải hiển thị. Và ở đây khi chúng ta dẫn nấm CC ngược chiều kim đồng hồ về phía bên trái thì sẽ giảm giá trị dòng điện. Và khi đèn CC phía trên sáng có nghĩa là dòng tiêu thụ của tải lớn hơn dòng điện mà chúng ta điều chỉnh ra nha các bạn. Khi mà dòng điện giảm nhỏ hơn dòng điện tiêu thụ của tải thì tương đương với đại điện áp cũng sẽ bị sụt xuống dưới nha các bạn. Như vậy là tùy vào dòng điện mà chúng ta cho phép ở phía đầu ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh chiếc áp CC cho phù hợp. Và lúc này thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím SW kép để chuyển sang hiển thị giá trị là công suất hoặc là dung lượng. Như vậy là chúng ta có thể điều chỉnh điện áp đầu ra là từ 1 cho đến 30V. Còn ở cổng USB này thì sẽ có điện áp đầu ra tương đương với lại điện áp đầu ra của cổng này luôn nha các bạn. Trên mặt sẽ hiển thị điện áp bao nhiêu thì ở phía ngõ ra USB này sẽ có điện áp bao nhiêu. Các bạn tránh hiểu lầm cổng này cổng sạc nhanh, không phải là sạc nhanh nha các bạn. Nó sẽ là cho ra điện áp bằng với đại điện áp ở phía đầu ra này luôn nha. Ví dụ ở phía đầu ra này mình điều chỉnh là 30V thì ngõ ra USB là 30V luôn nha. Nếu các bạn cắm vào thiết bị có thể gây hỏng thiết bị ngay lập tức nha. Ví dụ mình đang điều chỉnh ở phía đầu ra là 11.5V. Bây giờ mình sẽ lấy thử một cái USB test. Thì ở đây mình cũng sẽ đo được điện áp đầu ra là 11.5V. Điều này đồng nghĩa khi chúng ta cắm vào ngõ USB này thì đầu cáp này sẽ ra điện áp là 11.5V nha. Nếu mà chúng ta điều chỉnh lên 30V thì đầu cáp này cũng ra là 30V nha. Các bạn nên xem xét kỹ điện áp ở phía đầu ra này, xem là điện áp bao nhiêu trước khi chúng ta cắm vào thiết bị nha. Cổng đầu ra USB này sẽ phù hợp khi chúng ta sử dụng các cổng USB ra jack DC để cấp nguồn cho cái thiết bị mà chúng ta cần cấp nguồn nha. Ví dụ như thiết bị chúng ta cần cấp nguồn 24 thì chúng ta sẽ cắm từ ngõ USB này để cấp nguồn cho thiết bị 24 nha. Còn trước khi mà chúng ta cấp sạc thì chúng ta cần xem xét kỹ điện áp này trước khi chúng ta cấp nguồn cho cái thiết bị mà có cổng sạc nha các bạn. Ví dụ như đây giờ mình sẽ tăng điện áp ở phía đầu ra là khoảng 30V. Thì ở phía đầu ra ngõ ra USB cũng là 30V nha. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ góp ý cũng như là đánh giá gì hãy để lại phần bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.